phải có sự liên kết dẫn chuyện vô. Sau đây là video soi giày các tuyển thủ bóng rổ Việt Nam. Đây là giày đâu đây đó gì vậy anh Hải? DG2.5 màu đỏ lá cờ Việt Nam luôn. Quá đẹp trai, quá đẹp trai. Anh Khánh đâu này đó gì anh Khánh? Đây là cây Riba màu trắng, màu trắng ngọc trinh mà giờ thành ngọc gì vậy? Thành ngọc trai luôn rồi. Anh Tùng đâu này đó gì anh Tùng? Cô BAD. Cô BAD hay cô BBD? Anh Bảo, đôi này đâu gì anh Bảo? Đôi giày này. Đôi giày này giống da lợn quá vậy. Chợ lớn. Hà Đanh chợ lớn. LeBron Soldier 12. LeBron Soldier 12 đẹp quá, phiên bản này đặc biệt hả? Cũng được. Mang đôi vớ BD quá vậy. Trấn Long. Hello sir. Trấn Long mang đôi Westbrook phải không anh Trấn Long? Máy rồi máy. Why not 01. Quá đẹp luôn. Đôi vớ màu trắng cũng đẹp nữa. KD 12 đúng không anh Long Lu? Nghe nói là bữa mang đôi KD 12 này anh lóc nó 6 quả đúng không anh Lu? Lóc mấy thằng Thái Lan 6 lần. Kinh thật. Rồi dính 4 lỗi luôn. Hào ơi, đôi này đôi gì đẹp dữ vậy anh Hào? Vậy cũng rổ hả? Cô bì mấy hả? Da gắn hả? Đẹp phải là. Đôi này phiên bản đặc biệt á, bao nhiêu đô vậy nào? Đôi này tiền à? Đây, shooter of the league nè. Nhờ mang đôi cô bì này mà anh ta có 8 quả 3 điểm nè mấy bạn ơi. Nhớ về mua đôi cô bì này mang nha mấy bạn ơi. Bắn giống như Henry. Coach, ông mang về gì coach? Một bạn Curry mệt quá ngủ rồi. Thắng mang về gì Thắng? Đây là đôi LeBron 17. À LeBron 17 bản nhất của năm 2020. Anh nói đúng không? Mặt anh cười gian. LeBron 17 đi tất của LeBron luôn. Cái này chỉ có em tài trợ riêng thôi. Một năm nữa nó mới ra được LeBron 17. Này là LeBron chứ không phải LeBron phải không? LeBron 17. Vâng, LeBron. LeBron 17. LeBron 17. Chạy rất bon. Chạy rất bon luôn, bật rất là bon luôn. Bật bon. Rồi đôi này là đôi gì anh biết không? Way of Way 4. Nè, biết anh biết là này là gì vậy? Đôi này là Jordan 12. Thì năm 2012 là Jordan được tài trợ bởi Liên Ninh á. Đó, ghê chưa? À, này ảnh PG 2.5 luôn. Anh này là tay ta lẫn lộn, không biết ảnh là ai nữa.